Thần thánh chơi game. 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 Thần Nó lên nhưng mà nó sù lên thì đừng có ăn, nó sù lên thì không được ăn. Nó sù lên như vậy mà ăn nó là đấy. Chết mẹ rồi, sao không biết sao. Thần thánh chơi game tới. Thần thánh chơi game này có thể... Thì thua, chứ trường qua chơi là con thay đổi, là con bé Mickey xíu. Đen bé Mickey, chứ trường chơi. Sữa. Khủng xí bố luôn. Thay tài. Đó. Game này tải về chơi trên máy tính. Được ăn mấy cái con cá xanh xanh nha. Đó, chú Trường đang chơi nè. Chú Trường là cái con đang ăn mấy con cá nhỏ nha các bạn. Rồi, chú Trường mới bị trừ điểm xong rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, tại phòng luôn, chơi tại phòng. Đó, hai con kìa, ăn đi nhanh lên. Ông Trường này chơi kiểu cái đó xanh ăn à. Mà em đang nghỉ ông Trường á. Quay hả bữa đi. Ăn cái đó kia. Cá mình cần ăn thì không ăn. Cá mình cần ăn không cần ăn. Con khủng bố. Đi kia nào. Ăn khủng chết. Cái đồ cá nóc. Ăn mấy con cá xanh. Yêu cầu của mình ấy. Trời ơi, cùi bắp quá.
Ăn đi, ăn đi. Sống xét, sống xét chặt đầu. Hay quá. Đừng có ăn cái sống xét. Ăn cái sống xét mình chạy nhanh hơn mà mình hơi khó chạy. Đúng rồi, mình phải kiểm soát được tay mình mới ăn cái sống xét vô được. Ê, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ai, 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 ai. Sao? Cứ chừng có thần sâu. Cứ chừng có thần sâu. Con trai mở ra. Con trai đừng. Mình lớn rồi. Ăn được mấy cái con. Cá đỏ. Ăn cá đỏ. Cá đỏ. Ăn hết đi. Ăn luôn mấy con cá nhỏ luôn. Mấy con cá nhỏ mình mới vô ăn luôn. Ăn luôn. Hết bản đồ luôn giờ đó. Các bạn coi đèn chờ nhé, bài tiếp theo nhé. Tốc độ thành sâu, cái này phải tốc độ thành sâu các bạn ơi. Đi đầu á. Ôi ôi, phóng lớn, nó lớn rồi. Ở lớn. Trời, sắp xếp hả? Lớn chưa, lớn chưa? Ồ, thẳng rồi. Ăn luôn cá xanh rồi, ăn luôn cá xanh. Ôi ơi, chú bị bong rồi.